Em xin chào tất cả kênh Cần Thủ đã đến với video 820 của shop em nha kênh. Và video hôm nay thì em cũng về được rất là nhiều cần ISO khoen nhỏ hàng mới nha kênh. Hàng tuyển chọn nè, có NFT, Shimano, Daiwa, Nissin, rất là nhiều dòng nha kênh, có cả Olympic xoắn gân này và những cây hai khúc ba khúc, fit và carbon, có dạng hi chi để canh câu cái gì cá nâu nha. Và cần câu tay hôm nay thì sẽ có 6m3 này, 6m3, 7m2 và 8m1 nha các anh, những dòng cần cứng 56H để các anh đánh săn hàng ạ. Và hai cây cần lục, một cây là Daiwa, một cây Shimano, phôi cũng đều là xoắn gân ít thế nha các anh, rất là đẹp. Và hôm nay thì phụ kiện em về được một cái ghế dạng ghế du lịch nha các anh, ghế du lịch cắm trại. Em sẽ lên ở cuối video nè, hai cái túi đựng cần và mẫu dù mẫu cước như trên video. Giá báo bên em thì chưa bao gồm phí ship nha các anh, phí ship mỗi đơn cần sẽ là 40.000 một đơn và đơn phụ kiện là 30.000 ạ. Các anh đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship nha. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em ghi bên góc trái màn hình là 0933 111 365 ạ. Và đầu tiên thì em có combo 3 cuộn cước nha các anh, 3 cuộn cước Sufit ạ. Và đầu tiên là cuộn 0.30 mm này, đây là đường kính dây nha các anh, thì thông số cước của nó sẽ khoảng tầm là cước 3.5. Tầm cước 3.5 ạ. Còn thông số tải cá là 7,7 kg nha các anh, 7,7 kg. Một cuộn như này của nó là 200 m, cước Sufit nha, một cuộn 200 m ạ. Còn đây là cước đường kính dây là 0.42 mm nè, nó khoảng tầm 5 chấm nha các anh, tầm 5 chấm. Và tiếp theo cuộn này là 0.50 mm thì nó sẽ khoảng tầm là 6 chấm cho mình nha, cước tầm 6 chấm. Tải cá là gần 20 kg nè, và một cuộn như này của nó là 200 m nha các anh, 200 m. Vì cái này em có rất là nhiều những cái cuộn lẻ như này nhưng mà size thì lộn xộn, cho nên là anh nào chốt sau á, em sẽ lấy những cái size khác cho các anh nha. Nhưng mà nó cũng không có chênh lệch quá nhiều, size nó cũng tương đương nhau, không chênh lệch quá nhiều đâu, các anh yên tâm. Cứ Sufit combo mã số 1, 3 cuộn này có giá 100.000 nha các anh. 3 cuộn này giá 100.000, 6m, à không, 600m cước nha, chỉ có giá 100.000 thôi. Và tiếp theo mã số 2, số 2 sẽ mẫu dù BE nha các anh, dây dù BE của nhà Asino ạ. Dòng này là 8m nha các anh, 8m, sử dụng công nghệ bệnh 8 sợi dây vào với nhau, nó siêu dai luôn nha, rất dai, rất chắc chắn ạ. Hàng mới nha các anh, chưa có qua sử dụng. Và cái màu của dù nó sẽ là màu xám như này, màu xám như này nha các anh. Sợi dù mềm nè, mịn và rất là dai nha, chịu lực tốt ạ. Cái đường kính dây của nó sẽ là đây, mở ra xem. Em sẽ lấy cái size bé nhất đi. Size bé nhất là 0.16 mm, là dây 1 chấm ạ. Dây 1 chấm, còn thông số tải cá thì được 20 lb nha các anh. Là nó khoảng tầm gần 10 kg cá, trên dưới 10 kg cá. 0.16 mm này. Cái sợi của nó rất là dai nha các anh, rất là dai nhưng mà nó mềm, nó mịn, dù bia. Size 1 chấm, một cụ như này sẽ có giá là 150.000, một cụ 100 m nha các anh. Giá là 150.000. Và em có các size là size số 1 này, size số 2, số 4 và số 5 nha các anh. 1, 2, 4 và 5 nè, các anh lấy size bao nhiêu thì cứ báo em nha. Đều đồng giá 150.000 hết ạ. Mã số 2. Và tiếp theo thì em lên cần cho mình đây. Đầu tiên sẽ một cây ISO khoen bé nha các anh, chiều dài 4m5, độ cứng 1 ạ. 4m5 cứng 1, chất liệu carbon xoắn. Và ngọn của cái này nó là 0.7 ly nha các anh. Ngọn cần ngọn 0.7 ly. Có 4 khoen chạy tất cả nè. Ngọn 0.7. Bắt đầu từ lóng thứ hai sẽ là phôi carbon xoắn nha các anh. Carbon xoắn từ lóng thứ hai. Chiều dài 4m5, độ cứng 1. Và cái này còn ra cũng tương đối là thẳng nha các anh. Này, tương đối thẳng nè, ngọn nảy rất là tốt. Và cái này nếu mà canh hạ tay á, nó sẽ được khoảng tầm là 3H ạ. Nếu hạ tay tầm 2.5 đến 3H nha các anh. Còn ISO thì mình câu cảm giác nha, mình câu cảm giác, câu đơn này, ghen câu cảng, hoặc là các anh có thể hạ tay câu đơn đài, Hàn Quốc xuất sang Nhật ạ. Bát Fuji FS6 nhạc bắt gập, ngọn 0.7 ly, trọng lượng 167 g, và mã cần số 1. Mã số 1 cái này có giá là 550.000, mã cần số 1 có giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2 nha các anh. Số 2 sẽ là một cây ISO khuyên bé, chiều dài 4m5, độ cứng 3 ạ. 4m5 cứng 3. Bát của là Fuji FS6 dạng bát gập luôn. Và cây này thì đọt của nó là đọt 1 ly 8 nha các anh. Đọt 1 ly 8. Có hạ đọt
khoảng tầm 15, 15-20 cm nha các, có hạn. Thì cái độ cứng của nó sẽ cao hơn nha. Đây này em thấy chiên chín khá là nhiều nè, là nước sơ nó cũng hơi xe xước một tí. Nhưng mà không dập không gãy nha các, phôi lóng vẫn còn tốt, vẫn còn nguyên vẹn, không dập không gãy. 4m5 cứng 3, ngọt 1 ly 8, trọng lượng cần sẽ là 204 g, mã cần số 2 ạ. Mã số 2. Giá của cây này sẽ là 400.000 nha các, mã số 2 giá cần 400.000. Hàng bãi không có tránh khỏi hao hụt được nha các. Hao hụt với xay xước không tránh khỏi. Và tiếp theo mã số 3, một cây xô 2m1 cứng 1 của Olympic dòng Century ạ. Chất liệu carbon xoắn vảy cá, xoắn 2 da. Và ngọn cần là ngọn 0.6 ly nha các. 0.6 ly. Quen bé dạng khổ ngắn như này các anh có thể câu đơn nè, câu bè, câu giải trí nha. Đọt nảy tốt, nó không có quá cứng hay là quá mềm nha các. Không quá cứng hay quá mềm luôn. Vô carbon xoắn. Khoen thì là Fuji loại sứ xám ạ. Và bát ngoài bát Fuji luôn. Đọt cần 0.6 ly, trọng lượng 78 g, mã cần số 3 nha các. Mã số 3 cây này giá 350.000. Mã số 3 phô cần carbon có giá là 350.000. Và tiếp theo mã số 4 ạ. Mã số 4 sau một cây xô khoen khoen bé luôn nha các, cái xô khoen bé chiều dài 3m ạ. Và bát của dạng bát hãng, bát vặn nè. Bát hãng bát vặn. Cái này có ngọn là 1 ly 4 nha các. Ngọn 1.4 ly. Khá là nhiều khoen chạy, 3 lóng và 4 khoen chạy nha các. 3 lóng 4 khoen chạy, ngoại hình tổng quan còn được 80-85% nè. 3m và cái này nó cứng tầm là 2 nha các, cứng 2. Nếu hạ tay thì được 4H. Và trọng lượng sao 163 g, mã cần số 4 giá 500.000, full carbon. Mã số 4 nha các, giá cần là 500.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 là cây xô khoen bé luôn của dòng Simat nha các. Simat này 2 glass carbon rod. Chiều dài 6m3, độ cứng 2 ạ. 6m3 cứng 2. Bát Fuji FS6 dạng bát gập và khoen của cái này đẹp nha các. Toàn bộ dàn khoen nguyên zin theo cần. Fuji lọ sứ xám. Và cần sẽ có tổng cộng là 4 khoen chạy nha các. 4 khoen chạy. Đây mà các xem cái màu nước sơn nè. Cũng còn mới nha, còn được 90%. Còn sáng mới. 90 nha các. 6m3 độ cứng 2. Ngọn cần sẽ là ngọn 1 ly 3 và trọng lượng của cây này nó là 238 g ạ. 238 g. Còn ra cũng khá là thẳng nha các anh. Nếu mà hạ tay cây này nó được tầm 3 đến 3.5h. Hạ tay còn 3 đến 3.5h ạ. Và mã số 5, giá cây này sẽ là 790.000. Mã cần số 5 giá 790.000 nha các anh. Tiếp tục là mã số 6. Số 6 là một cây xô khoen nhỏ của NFT nha các. Cây xô khoen nhỏ NFT dòng Power Lock này. Chiều dài cần là 4m5 và cây này có độ cứng là 1.5 ạ. 4m5 cứng 1.5, bát Fuji FS6 dạng bát gập nha các. Và phôi sẽ là carbon xoắn vân. NFT Power Lock phôi carbon xoắn vân toàn thân. 4 khoen, 5 khoen chạy nha các. 5 khoen chạy và cây này nó có tổng cộng là 5 lóng. 5 khoen chạy, 5 lóng ạ. Xoắn vân từ lóng thứ hai này. Từ lóng thứ hai. Cái này em thấy độ mới thì nó còn khoảng tầm là 85 nhé. Có lóng cũng sáng đẹp, còn được 90. Còn có lóng thì 85%. 4m5, độ cứng 1.5 ạ. Và ngọn cần sẽ là 0.7 ly, trọng lượng 142 g. 142 g nha các. Mã cần số 6 và giá của cái này sẽ là 950.000. Mã số 6 giá cần 950.000 ạ. NFT Power Lock. Và tiếp theo mã số 7 sẽ một cây xô Shimano nha các. Chiều dài 4m5, độ cứng 1, dòng 2 Power X nè. 4m5 cứng 1, hãng Shimano. Bát Fuji chữ vàng, FS6 bát gập. Có nắp chụp nha các. Những cây này khi em ship hàng cho các anh đó, đều sẽ có nắp chụp đi kèm để mà bảo vệ ngọn cần cho mình nha. Nè các anh cứ yên tâm. Cần sẽ có tổng cộng là 4 khuyên chạy ạ. 4 khuyên chạy, phôi carbon xoắn ít từ lóng thứ hai nha các. Nó xoắn gần ít từ lóng thứ hai nè. Cần sẽ có tổng cộng là 5 lóng tất cả. 5 lóng tất cả nha. 4m5 cứng 1. Cái này nếu mà canh hạ tay á, thì cần được 3 đến 3.5h.
không cứng không mềm nha các anh, thuộc dòng cần câu cảm giác 3 đến 3.5 hát ạ. Shimano ngọn cái này ngọn sẽ là 0.7 ly nha các anh, 0.7 ly, trọng lượng 160 g và mã cần số 7 ạ. Mã số 7 cây này sẽ có giá là 950.000. Mã cần số 7 nha các anh, ISO Shimano có giá là 950.000. Và tiếp theo mã số 8 là một cây ISO khoảng Daiwa, chiều dài 5m, độ cứng 1.5. Dòng bát là Fuji Stainless nha các anh, Fuji Stainless LS6 bát gập ạ, hãng Daiwa. Hàng Thái Lan xuất sang Nhật nha các anh, có mã code và tem vàng đầy đủ đây. Và nó cũng có nắp chụp luôn, có nắp chụp đi kèm. Cây này khuyên đẹp nha các anh, khuyên của nó là khuyên Fuji loại xứ xích ạ. Khuyên Fuji xứ xích. Xứ xích thì nó ra dây nó sẽ nhanh nha các anh, ra dây nhanh là chống xoắn dây tốt và chống mài mòn dây nha. Khuyên này là khuyên zin theo cần hết, khuyên Fuji xứ xích. Đầu bu cũng vậy luôn nha các anh, đầu bu xứ xích luôn. Độ cứng của cần là 1.5 và ngọn cây này ngọn 1.1 ly ạ. Ngọn cần 1.1 ly. Tổng cộng là 6 khuyên chạy nha các anh. 6 khuyên chạy tất cả. Xoắn nổi từ lóng ngọn. Xoắn nổi từ lóng ngọn ạ. Thái Lan xuất sang Nhật nha các anh, hãng Daiwa. Cứng 1.5 thôi nhưng mà ngọn nó ra thẳng nè. Ngọn thẳng không có vọng tí nào hết nha các anh. Và ngọn cây này nó cũng nảy tốt luôn. Không quá cứng, không quá mềm thì các anh đánh nó sẽ có cảm giác, nhưng mà nó cũng dễ ra mồi nha. Khuyên nguyên zin theo cần hết. Và ngọn sẽ là 1.1 ly, trọng lượng cần 158 g, 5m nhưng mà nhẹ tên nha các anh. Hàng đời cao nhưng mà cây này thì nó hơi xây xước một tí thôi. Chứ cây này dòng đời cao, Daiwa. Bát đời cao luôn, stainless nè. Và mã số là số 8 nha các anh. Mã con số 8, cây này sẽ có giá là 1.650.000. Mã con số 8 giá 1.650.000 ạ. Và tiếp theo số 9 là một cây Sonicin nha các anh. Sonicin dòng ProSway, chiều dài cần 5m3, độ cứng 2. Và bát là dòng bát Fuji FS6 bát gập ạ. Bát Fuji FS6 bát gập. Ngọn của cây này sẽ là 1.3 ly. Ngọn 1.3 ly này. Cũng có nắp chụp nha các anh, có nắp chụp Fuji. Cần có tổng cộng là 4 khuyên chạy. 4 khuyên chạy và em mời các anh xem cái độ mới của từng lóng nha. Cái này rất là mới luôn. Các anh xem từng lóng nè. Nước sơn quá sáng đẹp ạ. Nó cũng còn là trên 90% nha các anh. Trên 90%. Nissin 5m3 cứng 2. Cứng cao và còn đẹp như này thì rất là hiếm nha các anh. ISO Shimano một cây duy nhất nè. Ngọn cần là 1 ly 3, trọng lượng 213 g. Mã cần số 9 nha các anh. Mã số 9 và cây Nissin này sẽ có giá là 950.000. Mã cần số 9 có giá là 950.000 ạ. Nissin ProSway nha các anh. Mã số 9 950.000. Và tiếp theo mã 10. Mã 10 sẽ là một cây ISO hãng Olympic nha các anh. Olympic và foil của nó sẽ carbon xoắn vân ạ. Foil carbon xoắn vân. Chiều dài cây này nó là 6m1 và độ cứng là 2 nha các anh. 6m1 cứng 2, bát Fuji FS6 bát gập. Và toàn bộ dàn khuyên sẽ là Fuji loại xứ xích cho mình ạ. Cây này có ngọn là 1 ly 9 nha các anh. Ngọn cần 1 ly 9. Có tổng cộng là 6 khuyên chạy nè. 6 khuyên chạy. Dàn khuyên Fuji loại xứ xích cho các anh. Foil của nó xoắn gân từ lóng thứ hai nha các anh, nó xoắn nổi gân luôn từ lóng thứ hai. 6m1 độ cứng 2 này. Khuyên Fuji xứ xích và cây này ngọn của nó ra nó hơi dịu xuống một tí nha các anh, hơi dịu một tí. Còn nếu mà các anh hạ cần tay á, thì cây này nó sẽ được tầm là 3H. Tầm 3H ngọn nảy nha các anh, ngọn nó nảy không có bị quá cứng. Và mã cần số 10. Mã 10 cây Olympic này sẽ có giá là 1.450.000. Mã cần số 10 nha các anh, giá là 1.450.000. ISO khuyên bé. Và tiếp theo mã cần 11 ạ. 11 sẽ là một cây ISO có chế độ zoom nha các anh, 4m7 và 5m3. 4m7, 5m3. Có nắp chụp luôn ạ. Có nắp chụp đi kèm.
Rồi mở xem nha. Có nắp chụp đầy đủ. Và cái này cần có tới tận là 8 khuyên chạy nha các. 8 khuyên chạy. Đọt nguyên zin theo cần. Có định vị khuyên này. Định vị khuyên đầy đủ. Mở con xem. Tiếp tục lắm thứ hai nha. Nó có định vị khuyên hết nha các. Có hết. Cái này em thấy cái màu nước sơn nó cũng còn sáng nè, nó không có quá say xước. Phôi lóng đẹp. Không quá say xước đâu nha các anh. Và đây sẽ là cái lóng zoom nè. Nếu mà các anh muốn câu 5m3 thì mình zoom cả cái lóng này ra là được nha. Hai chế độ zoom. Đọt cần là 0.9 ly, trọng lượng 228 g, mã cần số 11 nha các anh. Mã cần 11 và giá của cái này là 1.150.000. Mã cần 11 có giá là 1.150.000 ạ. Và tiếp theo mã cần 12. Một cây 2 khúc phôi fit nha các anh, hãng RGK này, chiều dài cần là 2m1. Cây này nó sẽ có độ cứng là từ 10 cho đến 15 nha các anh. Chưa câu cái gì nâu, chắp hành. Ngồi trên bè trên thuyền câu thì cây này đánh khá là cảm giác nè. Cong vuốt luôn nha các anh, đọt đặc tháp. Dài 2m1. Bát là dạng bát Fuji FS6, bát gập, tay cầm cán gỗ. Đọt 1 ly, trọng lượng 143 g, mã cần số 12, giá cần là 250.000. Mã cần 12 giá 250.000 ạ. Tiếp theo mã 13, một cây 2 khúc đa quai hàng đẹp nha các anh, đa quai BG. Chiều dài 1m8, độ cứng 10 ạ. Đa quai 1m8 cứng 10, cây này cũng Hàn Quốc nha các anh, Hàn Quốc xuất sang Nhật nè. Đọt cũng là đọt đặc thép luôn. Cây này nó cứng tầm là 10 nha. Tầm 10 đến 15. Đọt này tốt mà. Khuyên thì là khuyên Fuji lọ xứ xám nha các anh. Và bát cũng là bát Fuji FS6, bát gập ạ. Cán mái chèo, cán dài nè. Và phần tay cầm ở đây được làm nhám nha các anh. Nó rất là chắc tay. Cái này đọt của cần là 0.9 ly. Trọng lượng sẽ là 135 g. Mã cần số 13. Mã 13 và giá cái này là 320.000. Mã cần 13 có giá 320 nha các anh. Và tiếp theo mã cần 14 ạ. 14 sợ một cây 2 khúc full carbon, chiều dài cây này là 1m8 nha các anh, 1m8 cứng 60 đến 80. Là nó cứng khoảng tầm 70 nha. 70. Đọt của cây này nó cũng là đọt đặc thép luôn nha các anh. Đọt đặc thép. 1m8 nè. Khuyên Fuji lọ sứ đen và bát là bát Fuji, bát vặn. Tay cầm cán mút ạ. Khuyên bát Fuji hết. Trọng lượng của cây này nó là 320 g và ngọn cần ngọn 1 ly 8 nha các anh. 1 ly 8. Mã cần số 14 ạ. Và giá của cây này là 600.000. Mã cần 14 có giá là 600.000 nha các anh. Và tiếp theo mã cần 15. 15 sở một cây Ryobi, chiều dài 2m4, độ cứng 50 ạ. 2m4 cứng 50 nha các anh. Đọt cũng là đọt đặc tháp luôn. Phôi sẽ là phôi fib ạ. Phôi fib đọt đặc tháp này. 2m4 cứng 50. Khuyên Fuji sứ trắng nha các anh. Và bát là bát hãng bát vặn. Bát hãng bát vặn như này. Tay cầm cán gỗ bần. Ngọn cần 1 ly 9, trọng lượng 310 g. Mã cần số 15 nha các anh. Mã 15 và giá của cây này nó là 450.000. Mã cần 15 giá 450. Tiếp tục là mã 16 nha các anh. 16 một cây 2 khúc, 2 ngọn của hãng Suyumi. Chiều dài 2m1. Và độ cứng một ngọn là 30, còn một ngọn 50 ạ. Suyumi nè, 2m1 nha các anh, hai đọt. Rất là tiện vì các anh muốn câu mềm hay là câu độ cứng cao hơn thì mình có thể tùy chỉnh được nha. Và ngọn của cái này nó là ngọn đặc thép nha các anh. Ngọn cần ngọn đặc thép, full fit. Khuyên Fuji, lọ sứ đen ạ. Fuji sứ đen. Bát Fuji chữ vàng, bát vặn. Và cái này một ngọn là 1 ly 6, còn một ngọn là 2.1 ly. Trọng lượng cần là 310 g nha các anh. Mã số 16 ạ. Mã 16 và cây Suyumi này có giá là 450.000. Cần 2 ngọn. Mã 16 nha các anh. Giá là 450.000. Tiếp theo mã số 17. Sau một cây cần câu lục khoảng Shimano nha các anh. Shimano.
Chiều dài 4m25 và cây này có độ cứng là FX ạ. 4m25 FX Shimano faux carbon xoắn gân. Faux xoắn gân nha các. Có tem nhờ theo năm tháng nó cũng hơi bị chóc một tí. Bát là Fuji FS7, bát gập. Bát này thì canh gắn máy to thoải mái nha, máy 7-8.000 câu vẫn được. 4m25 cần sẽ có 4 lóng tất cả nha các. Có 4 lóng tất cả. Cái này là họ dùng màu sơn, họ sơn vào thôi. Có thể tẩy được nha các. Carbon xoắn gân nè, xoắn gân ít từ lóng thứ hai. Từ lóng thứ hai. Khoen của nó là khoen Fuji nha các, Fuji loại xứ xích luôn. Độ mới tương đối này, tầm 85 nha các, 85-90%. Ngọn cân 2 ly 4, trọng lượng 380g và mã số cây này là mã 17 nha các. Mã cân số 17 giá 2 triệu ạ. Mã cân 17 cây Shimano này có giá là 2 triệu. Và tiếp theo mã cân 18 sau một cây Daiwa nha các, Daiwa Liberty Club. Chiều dài cân là 3m9, độ cứng 25. Chất liệu xoắn ít luôn nha các, carbon xoắn ít toàn thân. 3m9 cứng 25 ạ. Bát là dòng bát Fuji, bát gập và khuyên cái này nó toàn bộ là Fuji xứ đen hết. Có Fuji xứ xám nha các, Fuji xứ xám. Và con sẽ có tổng cộng là 4 lóng tất cả nha các. 4 lóng, các anh xem cái màu nước sơn này. Cái này thì độ mới cao, độ mới nó được 85-90% nha các. Có lóng 90% luôn. Cứng chuẩn 25. Đòn 2 ly 6, trọng lượng 416g và mã cần số 18 ạ. Mã 18 cái này sẽ có giá là 1.850.000. Mã cần 18 nha các, giá là 1.850.000. Và tiếp theo mã cần 19 ạ. 19 sau một cây cần tay của dòng BVLC nha các. Chiều dài cái này nó sẽ là 6m3. Chuyên xăng chấm đen nè, chép. Hoặc là các anh cô hồ dịch vụ đánh xăng hàng đều được hết. Có nắp chụp và có túi đi kèm ạ. 6m3. Đồng 1 ly 2 nha các, đầu bu xoay 360 độ, chống xoắn. Đồng 1 ly 2. Sáu mét 3 và cây này có độ cứng là 5H nha các, ngọn ra cực kỳ thẳng luôn, cứng 5H. Nó không có vọng tí nào hết nha, còn ra thẳng tưng ạ. Có nắp chụp, có túi đi kèm và mã cân số 19. Mã 19 cây 6m3 này sẽ có giá là 520.000. Mã cần 19 nha các, có giá là 520.000. Và tiếp theo mã 20 ạ. 20 sẽ là một cây BVLC chiều dài 7m2 nha các. Dài 7m2. Cây này thì phôi lóng nó cũng đều giống như nhau á. Nên em xin phép lướt nhanh nha, em đọc thông số. Các xem nè, phôi lóng bên trong thì như nhau hết. Đầu bu của nó cũng xoay 360 độ nha các, xoay chấm xoắn. Và ngọn cần 1.2 ly. Ngọn 1.2 ly trọng lượng là 310g, mã cần số 20 ạ. Mã 20 và giá của cái này là 580.000. Mã 20 giá cần 580.000 ạ. Và tiếp theo 21 sợ một cây cần câu tay Nissin nha các, cần câu tay Nissin. Super sway này, chiều dài cần là 8m1, cây này có tổng cộng 8 lóng. Nissin nha các, Nissin 8m1 8 lóng nè. Và ngọn thì là 0.7 ly. 0.7. Đo của nó bé thế thôi chứ ra cần thẳng tưng này nha các. Em đã ra cần em test trước khi quay video cho các anh. Nó ra thẳng lắm luôn. Đây mà con xem tất cả các lóng nha, Nissin. Nissin Mustwear. Và cái này ra rất là thẳng nha các anh, độ cứng nó được tầm 4H ạ. Nissin 8m1 4H. Và ngọn là 0.7 ly. Ngọn cần ngọn 0.7 ly, trọng lượng 350g nha các anh. Cái này có mã số 21, giá 1.600.000. Mã 21 giá còn 1.600.000 ạ. Và tiếp theo 22 sẽ là một cây cần câu tay săn hàng chiều dài 7m2. 7m2 nha các. Faux carbon xoắn ít nè. Có tem vàng đầy đủ luôn. Tay cầm làm nhám.
7m2 nha canh. Cái lóng ngoài cùng của nó cũng được 90% rồi nha. 90%. Và ngọn cây này nó 1,5 ly ạ. Độ mới cao nha canh, cây này em thấy còn đẹp, cũng được 90% này. Chiều dài 7m2. Dài 7m2. Và ngọn cần là 1,5 ly nha canh, 1,5 ly. Trọng lượng 250 g. Và mã cần số 20, mã 22 ạ. Mã 22 nha canh, cây này sẽ có giá là 1.850.000, cứng 5H nha. Mã cần 22 giá 1.850. Độ mới cao 90%. Và tiếp theo thì em sẽ qua cái dạng ghế để mà canh đem đi cắm trại du lịch nè, hoặc mình đi câu cá cũng được nha canh. À, một cái ghế. À, em sẽ đo cái kích thước. Nó khoảng tầm là 65 cm nha canh. 65 cm. Ở bên trên này á là cũng có một cái miếng bút như này, để khi canh bật ghế ra mình sẽ có cái chỗ để mà dựa lưng nha. Dựa lưng. Đấy, 4 chân như này. Gấp gọn lại cực kỳ nhanh luôn nha canh, gấp rất là nhanh và tiện lợi di chuyển này. Còn các anh muốn xem chi tiết hơn á thì các bạn Zalo với em nha, và em sẽ gửi riêng cho các anh cái video để mà các anh xem đẩy ghế ra như nào. Chiều dài nó thì là 65 cm nha canh, 65. Và mã 23, cái ghế đi cắm trại này có giá là 400.000. Mã 23 nha canh, giá là 400. Và tiếp tục mã số 24. 24 sau một cái túi đựng cần, chiều dài 1m25 nha các. Một cái túi đựng cần 1m25. Cái phần bụng của cái túi này nó to nha, là các anh để nguyên máy với cần á, mình lắp vào sẵn rồi mình đi câu luôn cũng được, không cần phải tháo ra. Chiều rộng thì được 35 cm nha các, bụng nó to. Rộng 35 cm. Bên ngoài thì có một cái ngăn túi phụ, các anh có thể đựng lưỡi câu này, lưỡi câu phao chì hoặc là đựng máy cũng được, máy tầm 1.000-2.000 để thoải mái. Và bên trong thì sẽ được bọc một cái lớp mút nha canh, mút là nó êm và có dây, khi mà canh di chuyển, mình di chuyển á thì mình cố định cần bằng dây đấy. Màu sắc này sáng nha canh. Chiều dài 1m25 ạ. Và cái túi đựng cần này sẽ có giá là 350.000 nha canh. Mã 24 có giá là 350.000. Và cuối cùng kết thúc video hôm nay là mã số 25. Một cái túi đựng cần của nhà Daiwa nha canh. Daiwa, đây mà các xem. Nó sẽ có cái màu đỏ như này. Chiều dài của nó thì là 1m5 nha canh. 1m5. Chất liệu bên ngoài sẽ là lớp da, một cái lớp da chống thấm nước này. Và đây em test cho các anh xem. Em cài bằng tay nha, không hề rách. Không hề rách nè, khi các anh đi câu á, mình đặt cái túi nằm ở bên dưới mặt đất á, mình không sợ nó bị rách nha. Đấy, em test cho anh xem nè. Chất liệu da tốt nha các anh. Da tốt, không có dễ bong chóc đâu. Đầu qua 1m5. Còn về cái chiều rộng thì nó được 10 cm nha các anh. Dài 1m5, rộng 10 cm. Bên dưới đế này là đế nhựa cứng, giữ form. Mã cuối cùng, mã 25, túi này sẽ có giá là 290.000 free ship nha các anh. Mã cuối cùng 290.000 miễn phí ship ạ. Và em xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ kênh em ạ. Chào tạm biệt các anh.